Nước lũ trên sông Hồng qua Hà Nội vượt báo động 2. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội phát lệnh thông báo lũ trên sông Hồng tại Hà Nội lên mức báo động 2. Theo cơ quan chức năng, vào lúc 1 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,6m, trên báo động 2 là 0,1m. Tiếp đó, lúc 7 giờ là 10,7m, trên báo động 2 là 0,2m. Và dự báo tới lúc 13 giờ cùng ngày là 10,75m, trên báo động 2 là 0,25m. Nước lũ trên sông Hồng qua Hà Nội đã vượt báo động 2, đang gây ngập lụt nhiều khu vực, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân, cũng như nguy cơ sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Đông Anh. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện như Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm và các đơn vị chức năng, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 2 với cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong lúc nước lũ đang lên rất cao. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo cấm toàn bộ người và các loại phương tiện di chuyển cả hai hướng lưu thông qua cầu Đuống từ 22 giờ tối ngày 10 tháng 9. Tương tự, cầu Long Biên cũng cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu cả hai chiều. Cùng với đó, ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy tàu qua cầu Long Biên và cầu Đuống nhằm đảm bảo an toàn vận tải. Về phương án thay thế qua cầu Long Biên, phương tiện lưu thông theo các cầu Trương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và Thăng Long.